Bản tin quân sự thế giới hôm nay ngày 18 tháng 8 có những nội dung sau. Canada mua 264 tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder. Nga ra mắt tổ hợp tác chiến điện tử OPD-712. Ukraine có UAV mới. Sau trực thăng Baba Yaga 6 cánh, một máy bay ném bom không người lái với khả năng mang tải trọng 12 kg trên khoảng cách 10 km, Ukraine tiếp tục phát triển một máy bay không người lái UAV mới với tên gọi là REX. Với thiết kế cánh tương tự như máy bay, REX là hệ thống phá hủy không người lái tiên tiến với khả năng xác định, theo dõi và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 45 km và có khả năng đánh giá kết quả sau khi thực hiện nhiệm vụ. UAV này có thể bay trong 1,5 giờ với khối lượng cất cánh là 16 kg, tốc độ tối đa là 35 m/giây. Phương tiện này có thể thả nhiều loại đạn khác nhau, từ 2 đến 8 quả, với tổng trọng lượng tối đa là 10 kg. REX được tích hợp các công nghệ và linh kiện tiên tiến, bao gồm cả công nghệ của Israel, giúp tăng cường độ chính xác trong các nhiệm vụ. Cùng với sức bền và tải trọng, phương tiện này còn được chú ý nhờ khả năng triển khai dễ dàng khi chỉ cần 2 người vừa chuẩn bị vừa phóng máy bay. Theo Bulgarian Military, Washington vừa bật đèn xanh cho hợp đồng bán 264 tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder cho Canada. Theo đó, thương vụ trị giá 264 triệu USD này bao gồm 48 tên lửa chiến thuật AIM-9X Sidewinder Block 2 cộng và 120 tên lửa chiến thuật AIM-9X Sidewinder Block 2. AIM-9X Sidewinder Block 2 là phiên bản tiên tiến của AIM-9 Sidewinder, một tên lửa không đối không tầm ngắn được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Phiên bản này mới hơn nhờ có nhiều cải tiến công nghệ so với các mẫu tiền nhiệm, khiến nó trở thành một trong những tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại tiên tiến nhất hiện nay. Thương vụ mua lại mới này nằm trong nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu của Không quân Hoàng gia Canada. Dự kiến, những tên lửa này sẽ được trang bị cho phi đội CF-18 Hornet và F-35A Lightning II sắp ra mắt của nước này, với 4 chiếc đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao trong vòng 24 tháng tới. Được phát triển bởi tập đoàn Raytheon, AIM-9X Sidewinder vốn là vũ khí chính trong kho vũ khí của quân đội Mỹ kể từ những năm 1950. AIM-9X được biết đến với khả năng nhắm mục tiêu tiên tiến, khiến nó trở thành vũ khí đáng gờm trong không chiến và các tình huống chiến đấu trên không khác. Về kích thước, AIM-9X Sidewinder dài khoảng 2,87 m và có đường kính khoảng 12,7 cm. Với trọng lượng khoảng 85 kg, tên lửa này tương đối nhẹ và dễ triển khai từ nhiều nền tảng máy bay khác nhau. Động cơ tên lửa nhiên liệu rắn với độ tin cậy cao và khả năng đánh lửa nhanh giúp tên lửa đạt tốc độ cao và tấn công hiệu quả các mục tiêu. Đầu đạn AIM-9X Sidewinder là loại nổ phân mảnh hình khuyên có sức công phá cao. Đầu đạn này được thiết kế để tăng khả năng phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng cho máy bay đối phương. Thiết kế nổ phân mảnh hình khuyên đảm bảo rằng các mảnh đạn phân tán theo một mô hình rộng, tăng cường khả năng sát thương của tên lửa. Công ty Rosoboronexport thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga mới đây đã cho ra mắt một hệ thống tác chiến điện tử di động mới được đặt trên xe bọc thép bánh xích Plastun-SN. Theo Army Recognition, hệ thống tác chiến điện tử được trang bị là OPD-712 SHIELD, được thiết kế để ngăn chặn tín hiệu điện tử từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và các UAV khác. Được phát triển bởi Protection System của Nga, SHIELD được thiết kế để phát hiện và chế áp UAV bằng cách can thiệp vào liên kết giữa UAV và bộ điều khiển của nó. Hệ thống này kết hợp máy dò OD-712 Lovess và bộ triệt tiêu PD-704 Perimeter giúp chống lại UAV một cách hiệu quả. Phạm vi phát hiện của SHIELD lên đến 5 km và phạm vi triệt tiêu là 3 km. Hệ thống còn có khả năng xử lý đồng thời tới 30 UAV và hoạt động trong điều kiện môi trường nhiều thách thức. SHIELD cung cấp khả năng triệt tiêu phổ rộng trên nhiều dải tần số khác nhau, khiến UAV mất kiểm soát và làm gián đoạn điều hướng vệ tinh của chúng, ngăn chúng quay trở lại điểm xuất phát. OPD-712 SHIELD được đặt trên Plastun-SN, một biến thể quân sự của xe địa hình Plastun dân sự, mang ký hiệu là SN, có nghĩa là xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc biệt. Theo báo cáo công bố vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận 14 chiếc Plastun-SN. Điều này cho thấy tầm quan trọng và tiềm năng của dòng xe địa hình quân sự bọc thép hạng nhẹ này trong lực lượng vũ trang Nga. Ra mắt lần đầu vào năm 2023, phương tiện này được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu của quân đội. Các nguồn tin cho hay, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua tổng cộng 50 chiếc Plastun-SN. Biến thể này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế, trinh sát và đóng vai trò như một bệ pháo tự hành. Về khả năng bảo vệ, Plastun-SN được trang bị lớp giáp kết hợp có khả năng chống đạn từ 9 x 19 mm đến 7,62 x 39 mm. Xe được trang bị động cơ xăng La-Zar 1,6 lít, tạo ra công suất 106 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 50 km/h và di chuyển với tốc độ 30 km/h. Với trọng lượng khoảng 3.800 kg, xe có thể vượt qua các chướng ngại vật như mương, rãnh và dốc. Plastun-SN có thể vận chuyển 8 binh lính, được trang bị đầy đủ, hoặc 4 người vận hành các hệ thống tác chiến điện tử.